khi đã để mềm rồi thì Linh sẽ rửa cho sạch nha mọi người ha. Rửa bỏ vào cái rổ cho nó, để cho nó được là khô nước nha. Cái này là gồm có cái cánh của nó, và cái cánh cái phần sát cái nách của con gà và cái phần phía ngoài. Cái này là phần sát nè, nhìn nó rất là giống đùi. Lúc đầu nó cũng tưởng nó là cái đùi nhưng mà thiệt ra nó là cái cánh. Cái cánh là cái phần sát vô trong cái nách của con gà. Bây giờ Linh sẽ rửa nó cho sạch rồi vậy. Trong thời gian rửa gà thì Linh sẽ bắt thêm bếp một cái son nước để mà mình trộn sơ cái gà này để cho nó sạch thôi mọi người. Trong thời gian đợi nước sôi thì Linh sẽ tiếp tục rửa gà ha. Và bây giờ thì nước đã sôi rồi thì Linh sẽ bỏ gà vô ha mọi người ha. Bỏ gà vô để cho mình trộn cho nó hết cái chất dơ đi. Mấy cái son nó hơi nhỏ cho nên, nhưng mà không sao đâu, cái này cái nước mình trộn thôi, không sao hết. Sau khi trộn gà sạch thì Linh sẽ đổ ra đây và để cho nó khô nước nha. Đổ thêm nước vô để đổ thêm nước khô để rửa cho sạch nha mọi người. Nó mới bọt ở trên. Bên này thì mình sau khi gà đã trụng xong sạch sẽ rồi thì mình sẽ bắt một cái chảo lên và mình đổ dầu vô và mình sẽ chiên cái gà đó nha mọi người nha. Tại vì gà nó cũng nhiều cho nên nên đổ hơi nhiều dầu tí xíu. Rồi thì khi mà dầu nó đã bắt đầu nóng rồi thì Linh sẽ bỏ thêm một xíu muối ha, để cho nó khỏi văng. Đó là cái bí quyết Linh học được ở trên mạng. Xíu thôi, để cho nó không có bị mặn cái gà. Và bây giờ mình chiên. Mọi người thấy không, khi mà mình bỏ muối vô thì cái dầu này nó không có bị văng. Mặc dù là cái gà này Linh mới rửa nó còn ướt nhưng mà bỏ vô dầu nó vẫn không có được đâu nha mọi người nha. Trong thời gian mình chiên gà thì Linh sẽ lột tỏi, sẽ làm cái sốt bơ tỏi để mà mình cho gà vô sau khi chiên thì ăn nó sẽ rất là thơm và rất là ngon. Thì Linh thích ăn tỏi nhiều cho nó thơm cho nên Linh sẽ lấy 2 củ và Linh sẽ làm. Bây giờ mình bắt đầu Linh lột tỏi ra ha. Có một lần Linh thấy ở trên mạng có người bày là bỏ tỏi này vô microwave khoảng chừng 10 giây thì sẽ dễ lột hơn. Thì để bây giờ Linh sẽ bỏ thử vô nha mọi người nha. Coi thử có dễ không ha. Ấm ấm đó mọi người ha. Cầm cũng cẩn thận, cũng nóng chứ mà ấm ha. Bây giờ sẽ bóc nó ra từng tép ha. 15 giây nhưng mà nó ấm ra luôn á.
Ồ, có vẻ cũng giống như là cái lớp vỏ nó đã có bong ra phần nào rồi đó mọi người, cho nên đơn vị là chắc cái này là có tác dụng nè. Nè, nó đã bong ra rồi, mở tới đâu là nó bong vỏ ra tới đó luôn. Ok, vậy thì sẽ lột nhanh hơn thôi ha. Ok, đây mình lột thử một cái xem nè, nó đã bong sơ sơ ra rồi thì bây giờ mình chỉ lột. Dễ lắm mọi người, cứ áp dụng đi ha. Này có tác dụng nè, thì giống như là nó có nhiệt độ xong cái làm cho cái tỏi nó mềm đi á, rồi cái vỏ nó tự nó bong ra đó, tự nó bong ra, mình chỉ cần bóc ra, mình chỉ cần lột nhẹ ra thôi là nó ra hết luôn à. Ờ, cái này có lý ha. Hồi nào bây giờ lên cơ thấy lâu rồi nhưng mà lên không có áp dụng, tại vì không biết nó có tác dụng hay là không. Thì hôm nay thử thì thấy có tác dụng rất là tốt nè, lột rất là dễ luôn. Sau khi tỏi đã được rửa sạch rồi thì Linh sẽ đổ ra tờ giấy này cho nó thấm nước hết, cho nó khô ha mọi người ha. Trước khi mình cắt mình đổ ra ngoài thì nước nó sẽ thấm hết ở trong này thôi. Chắc Linh phải lấy thêm tỏi tại vì hai củ nhưng mà thấy nó cũng vẫn còn ít quá. Để bây giờ cho nó thấm nước. Bây giờ thì Linh bắt đầu làm cái sauce nha. Thì cái sauce này thì Linh sẽ bỏ một ít nước mắm, hai muỗng canh nước mắm đi, tại vì gà của Linh nó cũng hơi nhiều. Hai muỗng canh nước mắm thì mình sẽ bỏ một muỗng dầu hào ha. Rồi bây giờ mình bỏ đường, cũng khoảng là ba muỗng cà phê đường đi. Ba muỗng cà phê đường rồi mình bỏ một ít tiêu. Mình cứ bỏ vừa rồi xong mà mình trộn nó lên rồi xong nếm, nhưng mà sau này mà mình còn một cái lần để mà mình nêm nếm lại nữa cho nên không sao, mình cứ bỏ thoải mái cho mọi người ha. Mình cứ đổ đổ như vậy mình bỏ vô đi, có gì xíu nữa rồi mình nêm lại một lần nữa. Một ít bột nêm nữa ha mọi người. Linh sẽ đánh tan, chứ mà cho tan đường lên nữa ha. Nếu như mà nó hơi đặc thì mình có thể thêm chút xíu nước sôi vô để mà cái đường tan cho nó dễ ha mọi người ha. Hồi nãy giờ Linh băm tỏi với lại Linh làm cái sốt đó thì cái quay lại thì cái gà này nó cũng vừa vàng luôn. Con chào mọi người. Mẹ đang quay gà thì bây giờ nó sẽ vớt ra dĩa, tại vì nó cũng hơi nhiều cho nên là Linh làm hai lần. Lần thứ nhất nó đã vàng rồi nha. Này nó hơi gà đã được vớt ra trong dĩa hết rồi nha mọi người nha. Thì bây giờ Linh sẽ đổ cái dầu cũ đi, lấy cái dầu mới. Linh sẽ đổ thêm dầu tỏi. Thì khi dầu nóng rồi thì mình sẽ cho tỏi vô. Mình cho tỏi vô mình đảo đều. Với lại mình sẽ Linh sẽ cho một ít bơ nữa, tại vì bơ nó có cái mùi thơm nó quyện với gà rất là hợp, rất là ngon. Bật lửa nhỏ thôi để cho nó không có bị cháy. Bơ này là cái bơ lạc, không có muối nha mọi người ha. Đợi cho tới nên khi nào mà bơ tan đều ra rồi thì mình sẽ bỏ tỏi vô mình phi. Phi tỏi cho thơm. Tỏi ra khi đến khi nào tạo tỏi nó trở vàng thì mình sẽ bỏ gà vô ha mọi người ha. Gà mình đã vớt ra sẵn rồi đây.
thì cái mùi tỏi với lại mùi bơ nó quyện lại với nhau rất là thơm, và sẽ đem được cái mùi thơm nhẹ nhẹ của bơ và tỏi. Rồi tỏi đã bắt đầu trở vàng rồi thì mình sẽ gấp gà, mình bỏ vô nha. Cứ đảo đều như vậy để cho cái sauce nó, cái gà nó thấm hết vào trong sauce. Rồi xong rồi sau đó mình sẽ nêm lại một lần nữa, và khi nào mà vừa miệng rồi thì mình sẽ vớt ra mình ăn với cơm thôi. Vậy là xong món gà ha mọi người ha. Đảo đều như vậy. Nếu mà mình cảm thấy lạc thì cho thêm chút xíu mắm, và nếu mà cảm thấy mặn thì cho thêm chút xíu đường đó. Còn nó vừa ăn thì thôi, cho tới khi nào vừa ăn thì mình sẽ vớt ra dĩa. Và nếu như mà ở nhà có con nít thì mình không ăn chay được thì mình bắt đầu mình vớt ra ngoài được rồi. Để cho chút nữa mình có nêm tương ớt, chút xíu tương ớt hoặc là chút xíu sa tế vô á, nó sẽ không có bị cay cho các bé nha. Cái nước nó đã bắt đầu cạn, đó là cái gà nó đã thấm vô hết trong cái nước sốt rồi, mình cứ trộn lại thì nó thấm rồi. Thì bây giờ mình tắt lửa thôi mọi người ha. Tắt lửa xong rồi mình ăn, và vừa rồi mình đã nêm nếm xong rồi. Hồi nãy mình có bỏ thêm chút xíu đường tại vì nó hơi mặn, có lại một ít nước sôi. Và bây giờ thì nó đã vừa ngon rồi, cái màu gà ra nhìn rất là đẹp và hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình bỏ ra dĩa rồi ăn cơm nha, ăn với dưa leo với lại cà chua, và thêm một món canh rau gì đó nữa là hết sảy luôn. Rồi, lên tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một bữa cơm thật là ngon miệng với món gà sốt bơ tỏi ha. Tại vì Linh còn chưa có ăn cơm cho nên Linh không có quay được lúc Linh ăn. Giờ cũng còn sớm quá. Ok, bye bye.